Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Chiều qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố 28 cái tên được lựa chọn chuẩn bị cho các trận đấu với đội tuyển Oman và đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đáng chú ý trong danh sách tập trung lần này, ông Park tiếp tục cho thấy chiến lược làm mới nhân sự khi trao cơ hội cho 3 cầu thủ chưa từng được triệu tập lên đội tuyển, gồm có hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ của câu lạc bộ Hà Nội, thủ môn Vũ Tuyên Quang của Topland Bình Định và đặc biệt là trung vệ Việt kiều Smith Adriano cũng của đội bóng đất võ. Cầu thủ sinh năm 1994 không còn quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi anh từng thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng từ năm 2018 trước khi đầu quân cho Topland Bình Định ở đầu mùa giải năm nay. Cũng trong danh sách này, bên cạnh một số trụ cột vẫn vắng mặt do chấn thương, ông Park cũng chào đón sự trở lại của nhiều cầu thủ quan trọng như Tuấn Anh, Hải Huy và Tuấn Mạnh. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 14 tháng 3 tới. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.